tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đến dự lễ trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo quyết định số 5127 ngày 21 tháng 8 năm 2024 của Tỉnh ủy Tây Ninh, đồng chí Thành Tự Vũ, Bí thư Huyện ủy Tân Biên đến giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ ngày 22 tháng 8 năm 2024. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm. Đồng chí Lê Thành Công, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuyển công tác giữ chức Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 22 tháng 8 năm 2024. Tại buổi trao quyết định, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng với sự đoàn kết, hỗ trợ, tạo điều kiện, giúp đỡ của các đồng chí trong tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng với trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác và sự cố gắng nỗ lực học hỏi, rèn luyện, phấn đấu của mình, đồng chí Thành Tự Vũ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị mới, góp phần cùng với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đồng thời ghi nhận sự đóng góp tích cực của đồng chí Lê Thành Công đối với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong thời gian qua.